xin chào mọi người. Hôm nay mình lại xuất hiện trên cái kênh Gia đình bà Tám Út Châu. Thì chủ nhật của vùng Tây Nam Sinh Ly, trời mưa tầm tã, chắc có thể là mưa cả ngày đó mọi người ạ. Gió rất là lạnh, nhưng mà nhìn mưa thì mình không khỏi nghĩ đến làm những cái video cho mọi người nằm ở nhà, nằm trên giường mà xem rảnh rỗi hơn, xem cái video của mình nha. Thì theo cái dự báo thời tiết thì ở New South Wales của mình mưa cho đến thứ năm, nhưng mà không có mưa dầm dề vì ảnh hưởng của những cái lũ lụt bão ở vùng New South Wales, vùng West Coast, là vùng những cái vùng countryside đó, nên ít nhiều ở gần vùng local của tụi mình cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Như mọi người đều biết, cái tháng này là cái tháng mà lũ lụt có thể cháy rừng với cái thời tiết thay đổi khác nhau ở các nước trên thế giới, ngay cả những cái nước như là Ấn Độ, Sri Lanka mới đây cũng có bão và làm chết biết bao nhiêu người, và những cái tai nạn xảy ra từ cái lũ lụt bão đó mọi người ạ. Thì trời mưa lòng người canh cánh. Thì với cái tin tức sáng nay của 7 News thì hôm qua Melbourne, ngay cả New South Wales của mình cũng có cái protest, cũng có những cái cuộc biểu tình nữa, vì họ muốn không muốn vaccine. Cái số này rất là ít, nhưng mà không hiểu vì sao cái đoàn người vô biểu tình này rất là đông, cho đến khoảng 10.000 người đó mọi người ạ. Có sợ chưa? Ngay cả Adelaide cũng biểu tình luôn ngày hôm qua, rất là lớn. Đó là một big day từ ngày Covid tới giờ, cứ biểu tình và không thích những cái thủ hiến hiện tại ở Melbourne là ông Andrew. Họ đã dùng những cái bảng sai mà đã kích ổng. Nó đáng sợ chưa? Nước Úc tự do quá, nên mọi người có thể làm những gì mà họ muốn, họ không cần sợ bất cứ cái gì cả. Ngay cả cảnh sát cũng chặn đường, và biết bao nhiêu xe cảnh sát chặn đường bảo vệ người dân vô tội vì cái cuộc biểu tình như thế này. Ít nhiều cũng ảnh hưởng đến những cái business và những cái người dân đi qua đường đó, lên tới 10.000 người là cái con số quá khủng khiếp. Thì ngay bây giờ thì ở Melbourne, cái con số sáng nay thì đã cái New Cape vẫn còn 1.275 và có 4 người chết. Như vậy mà người ta không có sợ, trong khi cái New South Wales của mình đã xuống còn 176 thôi và có 2 người chết. Nhưng mà thật ra 2 người chết này từ cái ngày hôm qua mà cái protest xảy ra đó, nên mới xảy ra lây lan và chết rất là lẹ, không có phải đợi chờ tuần này qua tuần khác hay chữa trị nữa, mà không có vaccine là những người như vậy đi rất lẹ mọi người ạ. News mỗi ngày, tin tức mỗi ngày, và họ không cần để ý, không cần biết, họ chỉ làm những theo cái ý thích của mình, theo cái quyền lợi của mình. Nói thật là buồn cười. Thôi trời mưa, mình nói tới chuyện khác đi, để cho cái tâm hồn, cái tinh thần được thoải mái hơn. Thì mới đây mình cùng gia đình coi trên cái YouTube cái rap Việt, mình rất là thích. Chính vì vậy hôm nay mình muốn nói sơ về cái rap Việt ở Việt Nam hiện tại mà đang thịnh hành. Nếu mọi người có thời gian nên coi cái chương trình này thì rất là thú vị và làm cho cái tâm hồn mình cái trẻ lại hơn và hiểu biết thêm
về cái những thay đổi, những cái biến chuyển của thế giới, đặc biệt là của Việt Nam, nhất là những cái thế hệ trẻ, họ đã đang làm gì, họ hiểu biết những gì và họ tài năng của họ rất là cao và chịu học hỏi trên thế giới. Thì Rap Việt đây là một cái chương trình tìm kiếm cái tài năng về rap và được mua bản quyền từ cái chương trình The Rapper of the World on TV do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty VIE Channel hay là Đất Việt VIC sản xuất. Thì cái trong chương trình này vì mùa 1 mình không có biết nên mình không có coi, thì hiện tại mình chỉ coi mùa 2 thôi, càng coi càng hấp dẫn đó mọi người ạ. Thì trong cái mùa 2 này, thông thường cái mùa 2 này nó có 20 tập, thì hiện tại là có thể là tập 4 đó. Thì trong cái mùa 2 này, cái thi cái cuộc rap này do những cái giới trẻ, những tài năng trẻ để chọn ra là người được quán quân cái Rap Việt cái trong năm 2021 nha. Thì cái trong đó có 4 vị huấn luyện viên và 2 giám khảo chính và MC cái Trấn Thành cùng hỗ trợ của những cái nhà công, vũ đoàn và những ca sĩ. Thì rap nó viết tắt của chữ Rhyme and Poetry. Đây là một cái hình thức nghệ thuật trong văn hóa hip hop của người Âu Mỹ từ rất lâu. Cách thể hiện của thể loại rap khá độc đáo và rất dễ hiểu. Cùng mình xem về cái nguồn gốc của nhạc rap nha. Đi dạo dạo một tí, mưa lất phất nhưng mà rất là lạnh. Mọi người chắc ở nhà đang chùm mền, nằm xem cái tivi, coi cái YouTube đó. Thì các nhạc rap có những mang những cái đặc trưng riêng biệt bằng cách diễn đạt thông qua những lời nói hoặc cái những cái hô vang, những cái tiếng nói, ca từ, lời bài hát theo vần điệu kết hợp với những cái động tác như là nhảy nhót, tạo hình cực kỳ thu hút và bắt mắt đó mọi người ạ. Nhớ mở cái video mà coi nha. Cái nhịp điệu, cái âm nhạc của rap không có cao độ hay là cường độ, mà chúng chỉ là phụ thuộc vào cách đọc nhanh hay chậm tùy ý của người rap. Nhạc rap là một cái thơ ca đi kèm với nhịp và tiếng đàn. Guitar bass hoặc nhạc cụ điện tử thường được gọi là hip hop. Nhạc rap có nguồn gốc từ các nghệ sĩ như là Da Đen. Như hồi trên TV thì mình thông thường mình thấy ha rap của Da Đen, vì cái kiến thức mình không đủ nên mình không có coi trên TV nhạc rap. Rap rất là nhanh và rất là khó hiểu, không có như ngay cả tiếng Việt. Mấy ngày nay mình coi Rap Việt cũng vậy. Nên trong cái chương trình dự thi lúc nào nó cũng có phụ đề, mặc dù rap bằng Rap Việt nhưng họ rap rất nhanh và rất đồng điệu, nên cũng khó mà bắt kịp được cái câu họ rap cái gì. Thì rap có nguồn gốc từ cái người Mỹ gốc Tây Ban Nha ở thành phố này, New York, từ thập niên 70 và nó lan rộng cho đến bây giờ. Nguồn gốc của nhạc rap nói riêng là thông thường là nhạc rap xuất phát từ những cái khu mà những người nghèo và hay là những người không đủ sống, sống những mà ở những cái nơi mà thông thường gắn liền với nhiều cái tệ nạn xã hội và băng đảng. Khu vực này thì thông thường cái thành phần tệ nạn xã hội rất nhiều. Cộng thêm vào đó và cái bất công phân biệt chủng tộc của Mỹ thời bấy giờ đó, cuối năm vào năm 1970 đó mọi người ạ. Thì khi mà những người hát cái nhạc rap này họ tự biết cái lời của họ, đây là nói đúng ra là những cái tâm sự của họ, họ mới dùng cái nhạc rap
để nổi lên cái tiếng nói riêng của lòng mình, của chính mình. Cuộc đời họ gắn liền với sự nghèo nàn thì họ sẽ ra áp những bài hát về xung quanh họ, về cái cuộc sống của họ và cuộc sống của người xung quanh họ. Vì kêu là nhạc rap, có thể nói nôm na một cách là rap, nhạc trên đường phố là vậy đó. Nhưng theo mình biết, theo mình hiểu và mấy ngày nãy coi thì nhạc rap không dễ hát đâu mọi người ạ. Mình rất thán phục những người hát nhạc rap, vì họ không những là dùng cái từ văn điệu, nhịp điệu theo văn thơ như cái rap nó đã đưa ra, mà cái diễn đạt, cái tâm hồn, cái tâm trí của họ, cái động thái, cử chỉ của họ rất là tốt, rất là hay. Bình thường những người ca sĩ, nhạc sĩ, người ca sĩ, nghệ sĩ đều hát theo cái nhạc mà những nhà soạn nhạc viết ra cho họ. Nhưng mà rap Việt này, chính họ là người viết cái lời. Mình rất thán phục, họ dùng cái từ bằng cái trí óc của họ rất là hay, và cái não của họ chắc chắn là không có bình thường, rất là good. Chính vì vậy mình rất mê, và hy vọng mọi người bỏ thời gian coi cái nhạc rap, nhất là nhạc rap Việt hiện tại nha, rất là hay, rất là sôi động, và hiểu được tâm tư của chính những người hát nhạc rap cùng với dàn sân khấu hiện đại bây giờ, thì làm cho cái những người rap nhạc hát trên sân khấu rất là sôi động. Nhỏ mưa hôm nay lạnh, chim hót trên cành. Chim nó cũng hót vì không tìm nơi trú ẩn nào trên bằng trên những cái cây lá. Nhưng mà trời mưa, có thể chúng cũng lạnh như mình mà thôi. Thôi hy vọng mọi người giữ ấm, uống trà nóng và ăn những tô phở, tô mì, nước ấm áp nha, để cho không có bị bệnh và cùng nhau vẫn chống cái Covid. Vì Covid cũng lan tràn, vẫn còn lan tràn đó mọi người ạ. Ngay cả bây giờ cái border của Melbourne, Queensland mở cửa thì cái con số người bệnh sẽ từ từ tăng lên đó, mặc dù họ đã chích double vaccine. Tại sao mình phải chích cái booster là vậy thôi, chứ không có giỡn chơi đâu nha. Thôi chúc mọi người một ngày mặc dù mưa gió vẫn ấm cúng cùng gia đình, bên cạnh người thân, cùng nói chuyện trò và ngồi ăn những tô phở nóng nha. Xin chào, bye bye.